tác dụng của cây sầu hũ này á, là rất có tác dụng. Nó điều trị là đặc biệt là điều trị là bệnh phong thấp, nhức đau các xương khớp, hẳn là rất hiệu nghiệm dân gian. Ông bố trước đây là cũng truyền lại là tác dụng của cây sầu hũ là nó trị được cái bệnh cơ bản là đau nhức xương khớp, hẳn là thái phơi khô rồi sắc uống là rất hiệu nghiệm. Từ 3 đến 5 ngày là cái bệnh xương khớp là thể thôi, và đặc biệt là làm dịu da, dịu thần kinh, hẳn rất hay. Ông cha truyền lại, ông bố trước đây ông cũng dặn là cái vị sầu hũ là một cái loại rất tốt, thuốc nam, hẳn là dễ kiếm, rẻ tiền. Thông thường nhân dân là ta là hay dùng cái loại này, rất hiệu nghiệm. Bác đã sử dụng trong cái thang thuốc Bắc Nam thì trong hẳn là một vị chủ vị để điều trị cái bệnh xương khớp. Cây cỏ thẹn còn gọi là cây trinh nữ. Thì khi mình đặc tính của nó là khi mình động vào là nó cụp lá. Thì cái này thì các bộ phận dùng có thể là cây và rễ. Thì rễ cây trinh nữ rễ cùng với lại một số loại khác như rễ cây lá lốt, rồi một số cái ngưu tất để dùng chữa bệnh thấp khớp. Và trường hợp thứ hai đó là người ta dùng rễ để người ta có thể ngâm với rượu để xoa bóp vào chỗ đau, chỗ sưng trong các bệnh thấp khớp. Lưu ý khi dùng cây quả cây trinh nữ, có một số trường hợp nếu mà dùng nhiều có thể gây độc. Chữa bệnh viêm dạ dày mạn tính, rễ cây xấu hổ làm sạch đất cát, thái nhỏ, phơi khô, mỗi lần sắc lấy 10 tới 15 gram, sắc với nước uống trong ngày. Chữa viêm khí quản mạn tính, rễ cây xấu hổ 100 gram, sắc với 600 ml nước, lấy 100 ml, chia 2 lần uống trong ngày, mỗi liệu trình 10 ngày. Khi điều trị nên hỏi ý kiến của bác sĩ về liệu trình điều trị. Chữa tăng huyết áp, cả cây xấu hổ, trắc bách diệp, hoa dại, cầu đằng, đỗ trọng, lá vong nem, hạt muông ngủ sao, thân lá bạch hạc, mỗi vị 6 gram, hà thủ ô, tang ký sinh, mỗi vị 8 gram, địa lang 4 gram, sắc uống mỗi ngày, có thể tán bột, luyện thành viên, ngày uống 20-30 gram. Chữa đầy bụng, khó tiêu, lá và cành xấu hổ 16 gram, thần khúc 12 gram, bạch hược 16 gram, mạch nha 16 gram, sắc làm 2 lần, uống sau bữa ăn trưa và tối, dùng từ 3 tới 5 ngày sẽ có hiệu quả. Liên hệ ngay với Thảo Dược Xanh số 1 sinu.vn để được tư vấn tốt nhất. Số điện thoại 0839 363 777.